Ú, thấy tròn 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 tròn. Có lẽ nào? Bánh bao. Em này đẹp hơn như là trong hình nha. Xin chào tất cả các thành viên của Toy Station. Trong tập này, một trong những chủ đề yêu thích của anh Khoai Tây đã quay trở lại. Tokidoki. Trước mắt các bạn đang là một cái món rất là đặc biệt. À ha, chúng ta có một cái ba lô nha các bạn ơi. Thời trang này nọ đồ ha. Một chiếc ba lô nhỏ nhỏ xinh xinh tràn đầy thiết kế của Tokidoki luôn nè các bạn. Wow, rất là đẹp luôn. Ok, thì thực ra là cái chiếc túi này đã nằm ở Toy Station cũng khá lâu rồi các bạn, hơn một tháng mấy, gần 2 tháng rồi. Tới mãi bây giờ anh Khoai Tây mới đem ra review. Thì anh Khoai Tây đã có dịp mua được cái ba lô này cho Lily trong cái chuyến đi chơi Singapore tháng 3 vừa rồi. Và anh Khoai Tây cũng đã làm một cái video nho nhỏ về cái chuyến đi đó ở trên kênh Toy Station Plus. Nhưng mà nào chưa xem thì có thể check qua ha. À, với lại nhiều khi có những bạn chưa biết là Toy Station có một kênh thứ hai nữa gọi là Toy Station Plus luôn nha. Thì trong trường hợp bạn nào chưa biết có thể qua kênh đó để xem thử luôn. Nếu thích thì hãy nhớ bấm subscribe. Ok, còn cái túi này nó là cái gì? Một sự hợp tác được ra đời bởi Tokidoki và Ashley Ann, một thương hiệu thời trang phụ kiện dành cho nữ, hình như là base ở Singapore luôn á. Đó, nhìn nó màu sắc hoa văn này nọ, tưởng là một cái túi đồ chơi nhưng mà không phải nha các bạn ơi. Hàng thời trang đàng hoàng luôn ấy. Đây nè, vẫn còn cái tag tới 89 đô Singapore lận. Rất là đẹp, các thứ chất lượng, đường kim mũi chỉ, tuyệt vời luôn các bạn. Những cái móc khóa các bạn xem nè, có hình kim cương em Tokidoki nữa. So cute. Chất lượng cái zipper cũng tuyệt vời luôn. À, wow, bên trong này cũng có hoa văn luôn nha. Kiểu như là một hãng đồ chơi nghệ thuật hợp tác với lại một hãng thời trang cũng nghệ nghệ, cho ra một sản phẩm rất là chất. Rồi ok các bạn ơi, bây giờ vô chủ đề chính nè. Bộ sưu tập mà anh Khoai Tây muốn giới thiệu cho các bạn nó nằm ở bên trong ba lô này. Xem nha. Đây, mở ra. 1, 2, 3. Ta-da-da. Đó, chúng ta có mì gói Tokidoki nha các bạn. Lấy hết rồi nè. À, cái này là cái lớp vải sọc bên trong cái vỏ nè các bạn, rất là đẹp luôn. Thêm một ngăn ở đây nữa. Xin giới thiệu với các bạn một series mới của Tokidoki có tên là Supermarket Besties, những người bạn thân ở trong siêu thị. À, thiết kế của cái hộp lần này cực kỳ dễ thương luôn các bạn ơi. Nó là một cái ly mì mini, bên ngoài được làm bằng giấy. Ở trên đây là một cái lớp plastic chúng ta sẽ bóc ra. À, các bạn thấy trên nắp là một thiết kế mì gói ha. Có rất là nhiều em nhân vật của series này sẵn sàng trong 3 phút như là một ly mì thật. Ở xung quanh các bạn sẽ thấy danh sách của các nhân vật và một câu slogan quen thuộc của Tokidoki: This is not a toy, this is collectible art. Đó, sang chảnh lắm các bạn. Không bao giờ tự nhận mình là đồ chơi đâu, phải là đồ nghệ thuật sưu tập mới chịu. Ôi, ở đây còn có hướng dẫn đổ nước vô rồi đợi 3 phút nữa. Các bạn mà có mua cái series này đừng có làm theo vậy nha, không phải mì thật đâu. À, chưa hết các bạn ơi. À, lúc mà mua được cái bộ này ở trong sân bay Changi á thì anh Khoai Tây cũng đã ráng xin chị bán hàng nguyên một cái hộp trưng bày luôn. Thì nói chung chị bán hàng cũng vui vẻ thôi, bởi vì mình mua hết cả nguyên một cái hộp full như vậy luôn mà, là 12 pack. Đấy, giờ để trưng vô lại cho nó đẹp. Ta-da-da-da. Rất là đẹp luôn các bạn ơi. Nội một cái hộp không cũng đẹp nữa. Anh Khoai Tây chưa biết là bên trong một cái pack như thế này là có cái list hay chưa, nhưng mà trước mắt chúng ta chắc ăn có ở ngoài cái list của 2, 4, 6, 8, 10 em nhân vật. Có em bánh bao, rồi em ramen, oh my gosh, dễ thương quá chừng luôn. Rồi phiên bản cheese, oh my god, hearty. Một chai tương ớt các bạn ơi. Tương ớt sriracha nè, rất là nổi tiếng. Ok. Trong lịch sử mở đồ chơi sưu tập của Toy Station thì đã có một điều cũng được chứng minh khá nhiều rồi, đó là sức mạnh bấm like của các fan Toy Station. Họ thể hiện rõ nhất qua những cái video mở thẻ Pokemon TCG ha. Các bạn bấm like ồ ạt cái là ra thẻ hiếm rồi Rainbow Rare Excel luôn. Thì tập hôm nay các bạn hãy làm ơn giúp anh Khoai Tây bấm nhẹ vào nút like, truyền năng lượng may mắn để chúng ta sẽ mở được em Chaser, em hiếm trái tương ớt so cute. Còn nếu như trong trường hợp xấu không được thì cũng sẽ giúp cho giảm tỷ lệ trùng xuống thấp nhất có thể. Có tổng cộng là 10 em nhân vật ha. Và chúng ta có 12 phát lận. Sẽ rất là khó khăn luôn các bạn, nhưng mà ít nhất là vẫn còn hy vọng để mà đủ bộ. Là để đổi cái này qua lại một xíu cho nó thuận tay. Rồi chúng ta bắt đầu với em đầu tiên ha. Xem nào. À, chưa thấy nhân vật được. Phải qua cái lớp này nữa. Bên dưới chúng ta có một cái list. Ok. Đây, một cái danh sách mini của những em này. Đằng sau là cái lời giới thiệu của hãng Tokidoki. Tokidoki means sometimes in Japanese. Cái chữ Tokidoki có nghĩa là đôi khi ở trong tiếng Nhật. Cái lý do là bởi vì anh Simon Lagnon này nè, anh rất là thích cái văn hóa của Nhật Bản các bạn. Cho nên là anh đã tạo ra cái dòng đồ chơi này. Và anh là một nghệ sĩ đến từ Ý. Xem nào, part đầu tiên chúng ta sẽ có nhân vật nào. Màu đỏ, thấy màu đỏ rồi. 1, 2, 3. Một em bánh nhúng sô-cô-la các bạn ơi.
Oh my gosh, dễ thương quá chừng luôn ấy. Em này tên là Toki, nguyên cái tên bự trên hình ngay trước ngực luôn. Là một hộp bánh que sô-cô-la, chocolate sticks. Cái nắp ở trên này mở ra nè các bạn, nhìn muốn rút một cây răng quá. Ở đằng sau còn có một cái dòng chữ miêu tả nữa chứ. Bánh quy được bọc bởi một lớp sô-cô-la. Đấy. Hai cái tay hai bên của em này hình như là cũng được nhúng sô-cô-la luôn. Và bên dưới chân có mang một cái đôi giày màu đỏ. So cute. Yeah, ok, bên trong đặt luôn các bạn ơi. Rất là cứng. Hàng Chi cầm trên tay cũng thấy nặng nặng. Xin chào các bạn, mình là Toki. Mong các bạn giúp đỡ. Alright, em đầu tiên của chúng ta. Để đây, đến với part tiếp theo. Bên dưới cũng là một cái list luôn, y chang. Xem nào, xem nào. 1, 2, 3. Ồ, thấy đôi đũa rồi. Có vẻ như là một ly mì cay các bạn ơi. Đến từ Hàn Quốc chúng ta có em Kim, Kim Chi. Trời ơi, nhưng hai spices cay gấp đôi luôn nha các bạn. Đó, có vị kim chi nè ha. Cũng cái hướng dẫn đổ nước sôi vào đợi 3 phút. Oh my gosh. Ở đằng trước còn có hoa văn, coi như là cái này là cái củ kim chi hay sao á. Rồi trên tay còn cầm một cái quạt nữa chứ. Vừa ăn vừa quạt luôn các bạn. Rồi các bạn có thấy, để ý hai cái sừng ở đây không? Kiểu em này siêu cay luôn á, đến từ địa ngục hay gì á. Toàn thân bốc lửa. Ở phía trên của em này là cái nắp đang mở dở ra như vậy các bạn. Và nó giữ ở vị trí cứng này luôn. Một cái đôi đũa màu xanh. Và chúng ta thấy cái chi tiết mì bên trong luôn nha các bạn. Có hai cái miếng kim chi kìa. Rồi cái màu sơn giả, cái nước sốt đỏ đỏ nữa. Chưa gì mà đã siêu thích cái series này luôn rồi các bạn ơi. Toàn là những nhân vật cực kỳ dễ thương không à. Part thứ 3. Em nào, nhân vật nào đây? Thấy tròn. Có lẽ nào? Bánh bao. Wow, em này đẹp hơn như là trong hình nha. Không giỡn đâu. Chúng ta có em mini bao. Một em bánh bao nhỏ. Wow, ra xem lại nè. Ok, nhìn ở trên hình thì tưởng chỉ là một cái màu vàng đục của nhựa bình thường thôi các bạn. Không ngờ em này là một cái chất liệu giống như là trong suốt luôn á các bạn. Không phải, còn nó không hẳn là trong suốt. Mà nói sao ta, kiểu là một cái chất liệu mà ánh sáng có thể đi xuyên qua được á. Translucent á. Đây là thấy rõ nhất là khi mà mình để cái đèn flash ở đằng sau. Đó, các bạn thấy là cái tay em này ánh sáng đi xuyên qua ha. Đó, và trên đầu cũng vậy nè. À không, cái phần đầu thì nó hơi dày cho nên là không xuyên nổi các bạn. Mà cái ý là cái kiểu nhẹ các bạn hiểu không? Tuy nhiên thì ở trên hộp em này tên là Doughboy, cậu bé cục bột. Ở trên list chính thức thì lại là mini bao. Có thể là một cái sự thay đổi tên vào phút chót chăng. Em này mặc một cái áo màu đỏ có hình gấu panda, tay có cái đeo cái vòng màu xanh nữa các bạn, quần xanh và giày màu xanh lơ. Đằng sau có logo của Tokidoki. Ở trên đầu của em này thì là xoắn lại của cái phần bột của bánh bao á. Không mà phải nói là cái chất liệu này nhìn đã ghê luôn á, sờ vào cũng đã nữa. Tuyệt vời. Rồi, nhân vật thứ tư nào. Xem là em nào. Ok, thấy tới đây là biết không trùng rồi đó. Có một cái đôi gối các bạn. Thôi, giả đó luôn. Yes, thêm một tô mì nữa. À không, một ly mì chứ. Chúng ta có em Ruby Ramen. Một ly mì ramen ruby. Chắc là màu ruby đỏ của cây á. Đó, cũng có cái hướng dẫn của tô mì luôn. Về cái format thì em này cũng khá giống như là cái ly mì kia. Cũng có cái nắp mở lên như thế này. Đôi đũa cắm vào và bên trong có mì nè. Để thì các bạn sẽ thấy cái phần sơn màu vàng của cái sợi mì, hai cái má của em này và cái đường sọc xung quanh đầu. Nó là cái màu metallic óng ánh. Rồi cái hoa văn màu đỏ bên dưới đáy của em này các bạn. Nó gọi là nhìn siêu quen luôn á. Chúng ta thấy rất là nhiều ở chén bát này nọ ha. Ở bên dưới là mang một cái đôi guốc gỗ nữa các bạn. Thôi, nhìn thấy ghét chưa? Đó, cho các bạn xem một vòng. Yes, nhân vật thứ tư rồi. Part thứ năm. Thêm một ly mì nữa. Em này có tên chính thức trên list là Nasi Gogo. Nhưng mà cái tên ở trên cái ly á, nó là Nasi Goreng. Wait, cái này không phải mì các bạn. Đâu, để check lại cái nè. Hóa ra em này không phải là mì các bạn ơi. Các bạn, em này là một cái món cơm chiên Indo. Wow, nhìn nó bụng quá. Hợp lý, cái chi tiết bên trong này nhìn nó giống hạt cơm hơn, không phải là sợi mì. Wow, cơm chiên mà cũng có cơm chiên ly nữa hả? Hình như là ở Việt Nam mình chưa có nha, lạ nha. Em này có một cái thiết kế cái hộp có vẻ như là ngắn hơn nhưng mà bù lại to hơn nè các bạn. Wow, cái logo trên này to nè. Cơm chiên có nước sốt ha, rồi có một quả trứng ốp la đập lên. Sau đó chúng ta sẽ lấy cái nĩa, chúng ta cắt cái trứng ốp la ra và cái tròng đỏ nó tràn ra các bạn. Lấy cái muỗng xúc chung vào cơm, cho vào một miếng trong miệng. Ngon, tuyệt vời. Sao tự nhiên ngồi diễn tả ăn chi cho đói bụng quá trời. Em này có vẻ như là một cái vận động viên lướt sóng các bạn. Đó, cầm cái bán trượt ở đây nè ha. Có logo Tokidoki. Rồi ở phần này có một cái sọc đỏ và trắng dài từ bên đây. Đó, qua tới bên kia luôn các bạn. Thì nó cũng là hai màu của lá cờ Indonesia các bạn. Và nhìn thì có vẻ giống như là em này có một cái làn da rám rám nắng ha. Đó, dần lướt sóng biển mà.
Ở dưới chân có mang đôi dép xỏ nữa. So cute. Ok, 50% rồi. Part thứ 6 nha các bạn ơi. Wow, xem nào. Hy vọng là một nhân vật mới nữa nha. Hy vọng lắm nha. Let's go. Yes. Chúng ta có em Mei Mei. Cái ly giấy mang về này á, các bạn sẽ thấy là một phong cách rất là quen thuộc của những cái nhà hàng Trung Hoa. Em có một cái thiết kế thì cũng khá đơn giản thôi. Background màu trắng, chi tiết một cái cổng rồng phượng gì đó. Đằng sau có chữ thank you, cảm ơn. Trên tay em này thì có cầm một cái quạt đỏ xòe ra. Chữ này là chữ enjoy, là thưởng thức đi nè. Bên dưới thì đeo vớ hai màu, cam xanh và mang giày màu đỏ. Và wow, phần mì của em này vùng lên luôn, rất là nhiều. Trông khá là hấp dẫn các bạn ơi. Để ăn miếng nào. Đó bụng quá. Oh yes, mọi chuyện đang rất là suôn sẻ. Chúng ta không nên nhắc tới cái từ đó ha. Cái từ mà bắt đầu bằng chữ T đó. Mình tiếp luôn với part số 7 đi. 1, 2, 3. Đó. Để cố gắng không nhắc tới cái chữ đó các bạn. Ghê thiệt, mới nói có chữ cái đầu tiên là vị luôn rồi. Không bị trùng rồi các bạn. Nhưng mà không sao không sao, chúng ta vẫn còn được một cơ hội đó mà. Tại vì 12 phát lợn, nguyên bộ sưu tập full là chỉ có 10 em thôi. Xem nào, mạnh mẽ nha, mạnh mẽ nha. Đâu rồi, ôi sao cái này nó... À không, nó cũng vậy. Đây, xé nó nè. 1, 2, 3. Tan, 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 tan. Ok. Chính thức rồi đó. Nếu như một trong bốn phát này mà bị trùng thêm một lần nữa thì chính thức là cái cơ hội sưu tập đủ bộ của chúng ta trong tập này coi như tan biến. Nhưng mà không sao, biết đâu ra Chaser sao. Các bạn hãy vẫn cứ giữ vững tinh thần ha. Xem nào. Đó. Mạnh mẽ lên. Yes. Oh my gosh, hết hồn luôn. Hồi nãy lăn ra ly mì nữa là thấy rung rung rồi các bạn. Bởi vì mình rất là nhiều ly mì rồi ha. Đâu xem nè, trong cái series này có 1, 2, 3, 4, 5. Wow, ok. Chúng ta có đủ 5 ly mì của series Supermarket Bestie luôn rồi. Và em này là một tô mì Thái tôm dùm. Hiện chi đứng tướng kiểu võ sĩ Muay Thái rất là ngầu luôn nè. Wow, có chữ Thái Lan ở đây luôn ha. Chắc là tôm dùm gì đó. Em này có tên chính thức là Tommy Yum Yum. Wow, cũng hại não ha. Tom Yum không chịu, phải là Tommy Yum Yum. Wow, các bạn coi nè, ở bên trong thấy hai con tôm siêu to luôn. Rồi thêm một lát chanh nữa. Wow. Đó, đây là cái phần chi tiết trên cái nắp. Thì có thể các bạn chưa biết Thái Lan là một cái thị trường rất là lớn của dòng Tokidoki luôn. Kiểu bên Thái là người ta rất là chuộng những cái dòng đồ chơi siêu tập art toy. Người bán cũng nhiều và người mua cũng đông nữa, cho nên là rất là nhộn nhịp luôn các bạn. Đó, ok, như vậy là chúng ta có 2, 4, 6, 7 em rồi. Hai em bị trùng này thì sẽ tạm để ở đằng sau. Căng thẳng rồi các bạn ơi. Bây giờ là thời điểm những bạn nào chưa bấm nút like, hãy ủng hộ cho Toy Station đi nào. Let's go với part thứ 10. Xem nào. Ráng nha, ráng lên nha. 1, 2, 3. And... Chúng ta có thêm một ly mì ramen nữa rồi. Anh em sinh đôi với lại em này. À không, chị em sinh đôi chứ, tại có cái lông mì ở đây. Rồi, vô hậu trường luôn đi em. Đó, và như thế thì cơ hội sưu tập đủ bộ của chúng ta trong tập này chính thức tiêu tan. Thôi mình tiếp với part 11 đây các bạn. Ok, nói chứ cái này là chuyện bình thường các bạn ơi. Bởi vì thực sự em có thể cũng chưa thấy có một người nào mở ra một thùng full của Tokidoki như thế này mà được sưu tập trọn bộ đủ liền đâu. Ít nhất là cũng phải hai thùng như thế này các bạn ha. Đó, cho nên thì cái này cũng là bình thường, không sao. Xem nào. Ui. Yes. Chúng ta có Mr. Matchamoto, ngục chai trà xanh các bạn. Đó, green tea, no sugar, không có đường. Em này thì có một cái thiết kế là không có tay, nhưng mà vẫn có chân, mang một cái guốc. Cái guốc xỏ vậy mà không có cái ngón chân xỏ lên sao, mang không biết đây. Ok, và các bạn thấy cái chi tiết ở chỗ này nè. Nó làm cho chúng ta có cái cảm giác giống như là nước trà xanh nó đầy lên tới đây ha. Mà thật sự không phải. Wow, em này sờ vào thì wow, cực kỳ cứng luôn. Không hề có một cái độ đàn hồi, không biết bên trong này là đặc hay là rỗng, tại vì mình có thể nhìn được xuyên thấu. Rồi cái nắp chai ở trên này nhìn cũng rất là muốn mở ra các bạn ha, nhưng mà không mở ra được đâu, mở ra là nó gãy luôn ấy. Rồi như vậy thì với em này thì chúng ta đã có 2, 4, 6, 8 nhân vật rồi. Còn thiếu lại hình như là một ly sinh tố đá bào Honchi với lại em Chaser Hottie. Xem nào. Các bạn nghĩ trong part cuối cùng này sẽ là nhân vật nào đây? Bị trúng em sinh tố đá bao hay là em tương ớt? Comment ngay lập tức ở bên dưới cho may mắn nha. Rồi chúng ta hãy tiến hành chậm rãi thôi.
Ôi. Thấy có một cái hình dạng đặc biệt rồi. Ok, ok, mình đừng có nói trước, Xé ra nào. Chậm chậm nha các bạn, chậm chậm nha. 1 2 Nani? Tại sao lại làm như vậy vậy trời? Why do you do this to me? Ok rồi các bạn ơi. Hồi nãy á là sờ vào cái pack á là đã thấy cái hình dáng của cái chai rồi. Thì bây giờ trong bộ sưu tập chúng ta chỉ có hai cái chai thôi. Chai green tea với lại chai tương ớt. Là hy vọng kiểu tràn trề dâng lên rồi. Oh, so close, rất là gần. Như vậy là chúng ta đã khép lại tập này với 8 nhân vật của series Supermarket Besties. Thiếu 2 em nữa thôi là đủ bộ rồi. Ở trên cái hàng này là bị trùng 4 em ha. Và tuy là chưa có kiếm được em Chaser, chai tương ớt Sriracha, nhưng mà cũng đã mở được em mini bao các bạn. Rất là dễ thương luôn, em nhân vật yêu thích nhất của anh Khoai Tây trong tập này. Còn các bạn thì sao? Các bạn thích nhất là em nào ở đây? Hãy comment ở bên dưới luôn nha. Và nếu như thích video này thì các bạn hãy cho anh Khoai Tây một like, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe để đừng bỏ lỡ bất kỳ một tập nào của Toy Station. Anh Khoai Tây sẽ trở lại trong những video thật thú vị kỳ sau về đồ chơi nữa. Còn bây giờ thì anh Khoai Tây xin đi kiếm cái vàng ở đó rồi bụng quá.